Chương một. Không nên mở mắt chào đời. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương mở đồ phương khang, 20 năm trước khi vừa 10 tuổi, cha đã bị dịp đông văn hại chết, chi tiết cái chết vẫn còn là một bí mật. Chỉ biết khi gặp lại, dịp đông văn đang làm chủ một công ty lớn. Gia cảnh của ông ta cũng khá tốt, có một con trai và một con gái. Cô con gái vừa tròn 20 tuổi, dịp xảo ninh, như một bông hoa vừa mới nở, từng bước từng bước một tiếp cận, chiếm lấy lòng của cô ta, để rồi, Hạ Phương khang cười như điên dại, ý nghĩ đó đè nặng trong đầu anh ta lâu lắm, trở thành một ám ảnh không nguôi, để bây giờ phát hiện ra, mình đã vướng quá sâu vào nó. Hoàn toàn bất lực, đứa bé đó, cô phá nó đi, chúng ta không còn gì để lưu luyến cùng nhau nữa, thế thì để lại nó, cũng không ít gì, mất một đứa con, cắt đi sợi dây ràng buộc giữa hai người, Diệp xảo Ninh cũng hiểu đó là cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc. Ba cô đang nằm bệnh viện, là người thực vật. Làm sao có thể thứ tha, được rồi, tôi cũng không muốn con tôi khổ. Làm theo ý anh đi, ngay trong hôm đó, Hà Phương Khang lái xe đưa cô vào bệnh viện. Trên chiếc bàn inox lạnh giá, Diệp Sảo Ninh xoa nhẹ bụng, như lời từ biệt cuối cùng, xin lỗi con, mất đi con, đồng nghĩa với chuyện mẹ cũng vứt đi tất cả thơ ngây và mơ mộng để làm lại từ đầu, mẹ sẽ không khóc, lên thiên đường hãy là một thiên thần con nhé cái thai không còn mấp máy nữa là vô dụng thôi bao lần mẹ đã khóc nhưng cuối cùng cũng đã quyết định rồi nó cười không được làm một sinh mạng thì sao chứ nó nhìn thấy một thiên thần đang đứng chờ nó á à, mẹ ngủ rồi người ta đã chụp thuốc mê mẹ mẹ đâu biết tới cảnh này người ta chọc vào người mẹ bằng một cái thìa để múc con ra đau lắm mẹ ơi làm sao không đau được con đã bám vào bụng mẹ bằng những sợi dây liên kết đó bây giờ muốn bước trời nó đương nhiên phải dùng lực mạnh rồi bức trời được con rồi người ta tiếp tục lôi con ra ngoài con bây giờ chỉ là một hình hài chưa hoàn hình dạng một khối thịt đương nhiên việc kéo nó ra toàn vẹn hay không đâu có quan trọng gì mẹ không phải cũng từng nghĩ sẽ giữ con lại sao con đã cố hết sức chạm vào mẹ van xin mẹ cho con một cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời mà mẹ cuối cùng cũng lờ đi tất cả vứt bỏ con như vứt bỏ một món đồ thừa ai bảo linh hồn chưa thành hình là không đau khi chuẩn bị đến thế giới này mang theo bao nhiêu háo hức và hy vọng bây giờ tan vỡ trong đau đớn mẹ ơi đi thôi em em không đi giọng nói cất lên từ hình dáng mơ hồ tồn tại như những làn khói nhỏ em cũng sẽ trả thù em sẽ khiến cho ba mẹ trọn cuộc đời không quên em được em biết làm vậy sẽ thành quỷ nhưng em không muốn thành thần khi lòng vẫn muốn thành quỷ để trả thù tôn trọng sự chọn lựa của các bé đó là nguyên tắc một thiên thần phải làm anh đồng ý em đã chọn không tái sinh để trả thù chúc em sớm trả được thù. Dù đó là cha mẹ ruột của em, thiên thần bay đi, còn lại linh hồn oán giận. Nó khẽ nhàng chạm tới khuôn mặt còn rịn mồ hôi của mẹ đang thiêm thiếp, mẹ ngủ ngon, con nhất định đòi lại từ từ, chương phương cách trả thuộc ra đứa trẻ ấy sợ dĩ mang mối thù nặng nề thế là do bản thân nó đã chờ đợi quá lâu để được làm một con người, nó háo hức với từng chuyển động của mẹ, những thiết bị siêu âm dù tinh vi, hiện đại nhất của loài người đều không nhìn thấy được, đứa trẻ ngay khi thành hình trong bụng mẹ đã có khả năng nhận thức thế giới thượng đế muốn nó làm quen trước sau đó không phải ngỡ ngàng khi bước ra thế giới của đồng loại mình nó đã từng thích thú khi mẹ ra ngoài khi mẹ nghe một bản nhạc dịu êm khi mẹ vô tình chạm vào bụng nó mẹ còn khe khẽ hát nữa giọng hát của mẹ là thứ tuyệt vời nhất trên đời âm thanh đó thật hay không được ra đời lại bị những thứ kinh khủng như vậy giết chết hỏi làm sao nó không đau sợ hãi hoảng loạn tự hỏi cơn đau kia bao giờ mới chấm dứt, mẹ thì bị chụp thuốc mê, thiêm thiếp trên bàn mổ nên không biết. Còn nó, thuốc nào tiêm vào cho nó, thuốc nào khiến nó xoa đi cái đau tê tái của việc cơ thể bị xé nát thành hàng chục mảnh, bị người ta vứt đi không thương tiếc, nó lang thang theo mây gió về căn phòng của mẹ, ngồi trên cái giường mẹ hay nằm, nơi này, nó đã có những cử động đầu tiên, đối diện là con mèo đen mẹ nuôi, nó dương đôi mắt trong vắt, Nhìn không chấp vào hướng có linh hồn nhỏ, nó nhìn thấy linh hồn đó, phóng tới, dương vút lên, chọc thẳng vào. Nó là một sinh vật, còn linh hồn là một linh. Hồn. Không làm sao chạm tới được, linh hồn nhỏ còn chưa kết thành hình dạng, chỉ có đôi mắt đỏ ngậu như hai hòn lửa. Nó cần thời gian quan sát, thời gian ở thế gian này gần như là không có. Nó mới biến thành một linh hồn oán hận, vẫn chưa rành các phương pháp trả thù gây đau đớn nhất của loài người xung quanh nó có rất nhiều làn khói đen khác linh hồn cần sự trợ giúp trí khôn của nó vẫn chưa đủ để có thể trả thù sao vậy một trong những đám khói đen bỗng dừng lại một linh hồn khác cũng đen tối như nó ghé lại chỉ khác là đứa trẻ này có hình dáng nhất định rồi không biết mày mới bị phá hả ánh mắt đỏ rực càng cháy bỏng hơn nó không muốn ai nhắc đến chuyện của nó thật khủng khiếp có gì đâu bọn tao toàn bị phá mà mày không hình dạng thì hơi lạ thường thì cái bọn đó đều lên thiên đàng cả mà chẳng như tụi tao, tao không muốn lên thiên đàng, tao muốn, muốn trả thù, trả thù ai? Trả thù ba mẹ mày à, hai đống lửa đỏ bùng cháy mạnh mẽ, nó gật đầu, nó muốn trả thù, mày là cái thái gì mà đòi trả thù ba mẹ mày? Không có tên nờ dê trùng của ba, trứng của mẹ mày được thành hình chắc, họ chỉ lấy ra thứ là của họ, làm gì mày có tư cách trả thù, tao, không biết, tao, chỉ nên gọi là quá trình làm thỏa mãn chính mình thôi. Chúng ta không được ra đời vì họ không cho phép chúng ta ra đời thế thì cái đám khác thành hình từ ba mẹ chúng ta đều không có cái quyền đó, chúng ta đi đòi công bằng cho mình. Không phải là trả thù, có hiểu không, hai đống lửa lay động rồi đứa bé trả lời, hiểu rồi, nhưng tao không muốn họ hạnh phúc, họ không có quyền hạnh phúc khi đã giết chết tao. Mẹ tao không được, mày không cần nói nữa, cái đó hiểu rồi, cách làm họ không hạnh phúc nhất chính là mang hạnh phúc đến cho họ, sau đó mày đẩy họ đang từ đỉnh cao mãn nguyện xuống vực sâu, tao đang trong quá trình chơi đùa đó mày theo tao, tao sẽ cho mày thấy, thế nào là trả thù của một linh hồn, chương một. Không nên mở mắt chào đời bao quanh Hạ Phương Khang là bóng tối, bóng tối dày đặc, không có lối ra, bên cạnh là một ly rượu. Ba đêm rồi không thể ngủ. Mà cũng không muốn ngủ, trong giấc chập chờn nhất định sẽ mơ thấy nó. Đứa trẻ chưa thành hình mà một lúc nào đó, ba từng ngây ngô mỉm cười, cảm nhận con đang cử động, con của ba, nhất định khi con ra đời, con lớn lên, con sẽ không thể sống trong hạnh phúc ba hất hủi mẹ ba không yêu thương mẹ như những đôi vợ chồng khác vì giữa ba và mẹ là ông ngoại của con ông ấy năm đó ba bảy tuổi ông ta không chỉ cướp đi nhà cửa của nội ông ta còn trơ trẽn ném vào mặt nội con những lời độc địa ông ta xem nội con như một con chó chỉ vì cái tội duy nhất ngày xưa nội con nghèo nhưng lại được bà nội thương mến sau đó có ba ba không hối hận vì đã cạn tàu ráo máng như thế ba đã buộc ông ta trở thành một con chó ghẻ khác điều duy nhất ba không ngờ đó là ông ta lại có một đứa con gái là mẹ con và con nữa con kết thành hình không ai mong muốn con sẽ khổ như ba vậy ba đánh mất con tim mình dẹp đi tình yêu lẽ sống ba không thể không tàn nhẫn bởi vì ba biết ba không thể vì con mà dẹp đi oán hận cũng như mẹ con sau bao nhiêu chuyện cũng chẳng bao giờ tha thứ được cho ba ngủ yên con nhé ba thương con lắm ba hoàn toàn không phải vì trốn tránh trách nhiệm mà phá bỏ con chẳng qua không nên ràng buộc nữa ba và mẹ con đều phải nên cắt đứt đi sợi dây liên kết thiêng liêng là con cái dây dưa không phải sẽ càng thêm đau lòng càng thêm phẫn hận nhau ba mày đó ừ mai ông ta sẽ cưới vợ ông ta hoàn toàn cắt đứt với mẹ mày ừ coi như chưa có liên hệ gì cả, từ, phá đi, phá thế nào, ông ta không được thanh thản. Mày phải khiến hai người đó dù oán hận nhau cũng không bỏ nhau được, mày phải khơi nguồn sự yêu thương của họ. Để rồi khi họ hạnh phúc nhất, mày làm cả hai mất mát tột cùng. Họ đã từ bỏ mày, bỏ đi quyền làm cha mẹ. Vĩnh viễn không để họ có cái quyền và hạnh phúc đó nữa. Hiểu không, hiểu, hiểu thì làm đi. Đám cưới ngày mai sẽ không thực hiện được. Ba mày không được bỏ rơi mẹ mày, linh hồn bé nhỏ lẳng lặng quay đi. Ba mẹ trả giá, cái giá là nỗi ân hận cả đời. Không được hạnh phúc, không còn được nở những nụ cười tươi rói. Đó là điều tàn nhẫn nhất với một con người mà hai bào thai không thể siêu sinh vào nơi cực lạc, vương vấn trên cõi đời đầy oán hận này có thể làm, sắp tới 10 giờ, xảo ninh rời khỏi tiệm hoa. Hôm nay là ngày cưới của Hạ Phương Khang. Đã không còn muốn có gì liên hệ, tại sao trong giây phút này lại có sự chua chát? Bị bạc đãi, bị hành hạ tới vậy, không phải sẽ rất hận sao, mẹ mày kia, ừ, mẹ mày sẽ không làm gì để ngăn cản đâu. Ba mày có vợ, lúc đó rất khó để chúng ta khiến ba mẹ mày hạnh phúc, vậy phải làm sao, không cần làm sao cả. Cứ theo tao, kẻ chỉ dẫn là một linh hồn tinh ranh, có vẻ việc này nó không làm chỉ một lần, mẹ, bên tai xảo ninh hình như thấp thoáng tiếng ai vừa gọi. Vọng về trong u linh, vừa gần lại vừa xa lắm, vừa rất rõ nhưng cũng lại thật mập mờ, mẹ ơi, lần này là như kề bên tai mà gọi. Xảo ninh giật thót mình, quay qua, trước mặt là một khối thịt, không, trong khối thịt đó đã có hai mắt, miệng cũng đã dần hiện rõ, mắt mở, đôi môi tí xíu mấp máy trong khi bàn tay dương tới, như muốn chạm vào cô, mẹ ơi, một cơn đau, nặng hoàng trong tim. Xảo ninh nghe chân tay mình bủng rủng, những ngày đó, cô đã biết bao nhiêu lần sờ vào bụng có lúc còn cảm nhận con đang cử động, cử động rất khẽ dưới làn da bụng vẫn còn phẳng lì, tới lúc rồi, ra tay đi, tiếng hối thúc mạnh mẽ, đứa bé nhỏ tay run run, nó không thể, chiếc xe đang lao tới, không thể nào, không giết mẹ, không, tao không giết mẹ tao, giết cô ta thì còn gì là trả thù nữa. Đứa lớn cười săn sặc. Tao sẽ lái hướng xe đi tới, sẽ không chết đâu, mày cứ làm đi. Một cơn đau lại kéo tới. Thân thể nhỏ bé oằn lên hồn ma chết oan không có sự chở che của thiên sứ mỗi ngày đều phải gánh chịu một cơn đau kết thúc cuộc sống như khi còn tồn tại trên trần thế đây là cách ác quỷ thôi thúc những linh hồn bất hạnh mau mau tìm cách trả thù à nó đã đưa tay ra đẩy mạnh vào người xảo ninh mọi chuyện xảy ra nhanh chóng xảo ninh lảo đảo ngã ra đường chiếc xe chờ tới cô nằm bất động trên đường máu máu tuôn ra nhùm đỏ phía dưới chân màu máu giống như ngày hôm ấy khi mẹ tàn nhẫn nằm lên bàn mổ để bác sĩ lạnh lùng phá bỏ con mẹ linh hồn nhỏ vẫn còn run rẩy nó sợ nó đau lòng nó hoảng loạn nó đã đẩy vào người của mẹ mình không chết đâu cô ta sẽ không chết tiếp tục nào gần như cùng lúc chuông điện thoại trong túi hạ phương khang reo lên dồn dập ngồi trên chiếc xe đón dâu sang trọng hạ phương khang tạm thời thoát ra khỏi trạng thái thờ thẫn giọng nhẹ nhàng alo một giọng nói trong trẻo, không quen không biết nhưng thông tin mang tới thì khiến anh ta phải bật ngay người dậy, dịp xảo ninh bị tai nạn, hôn mê trong bệnh viện. Nhóm máu của cô ta không còn đủ máu, cô ta sẽ chết, hạ phương khang nhóm máu B. RH âm tính trùng nhóm với dịp xảo ninh, nhưng mà hôn lễ sẽ, bệnh viện Trung Hoàng, phòng cấp cứu, giọng nói xa lạ tắt ngắm. Song Hạ Phương Khang đã không còn bình tĩnh để suy xét đó là ai, nhanh lên, đến bệnh viện Trung Hoàng nhanh lên, Hà Tổng, còn đám cưới, đến bệnh viện Trung Hoàng. Nhanh lên. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.